Anh Chuột ơi, anh ra đảo cho các bạn em mình nói với. Ồ, hóa ra đây là nhà anh trai mày à? Tao tưởng mày con một cơ mà. Đâu, ông anh này tên Trần Thị Duật, được cái cắt đẹp mới bắt chen lắm. Hôm qua tao vừa cắt đấy xong. Sao vừa mới cắt mà đầu mày vẫn như tổ quạ thế kia? Mày cứ tin tao đi, anh này toàn cắt cho idol thôi. Hôm qua tao vừa mới thấy anh Phan Đình Tùng qua đây cắt mà. Anh ơi, làm gì mà lâu ra thế nhở? Mấy đứa không phải quặn nữa đâu, vô ích thôi. Ơ, sao lại thế à? Nó đi ăn năm cưới bạn thân, khéo mấy tháng sau mới về đấy. Ui, tiếc quá. Tôi để sang tháng tao dẫn mày đi cắt vậy. Đằng nào trông tóc mày cũng chưa dài lắm. Mày đùa tao à? Tóc tao giờ đủ dài để mày làm dây câu cá luôn rồi này. Đã thế tối nay có đi nó lần đầu tiên mới cứ lớp mày quen trên mạng nữa chứ. Ừ, khó nhỉ. À, hay là mày quay nhà tao tao cắt cho. Tao mới sắm cái tông đơ cho mic. Có gì tao lấy rẻ thôi. Thì đành thế chứ làm gì còn cách nào nữa. Mèo mó con không vậy. Nào, ba mơ xinh nhất Hà Nội đây. Này, nhớ cắt cho cẩn thận vào. Bộ mặt của tao cả đấy. Ừ, mày đưa rẻ đâu tao làm gì ấy? Thì vừa nãy mày chẳng bảo là có gì mày lấy rẻ thôi còn gì. Tối nay nàng có đổ hay không là phụ thuộc cả tay nghề mày đấy nhá. Rồi, mày yên tâm. Mày nhìn cái mic nhà tao kìa. Từ ngày đã tu tân lại cho nó, chó cái phải gọi là xếp hàng nườm nượp. Uy tín đấy. Cắt đi người anh em. Ơ, sao Doraemon không đưa bảo bối cho Conan phá án luôn nhỉ? Ô hai cái thằng này đang cắt tóc mà mày cứ ngó vào đầu chuyện thì cắt bằng mắt à? Đã bảo yên tâm mà lý khả năng của tao mày còn phải nghi ngờ à? Rồi, thì cắt tiếp đi. Rất mất thời gian. Thôi xong rồi, mất tập trung có tí mà toàn ổ cá này. Giờ mà nó biết mình ăn banana cả nải mất. Sao bây giờ? Kìa cái thằng này, không cắt đi cứ đừng lấy làm bẩn cái gì thế. À, tao sực nhớ ra là nhà tao mất nước cả tuần nay. Giờ mà cắt tóc cho mày xong không có nước xả, tóc con nó dính đầy đầu. Như thế thì làm sao mày đi gặp Cross được? Cường ơi, chị xả sẵn dòng nước lên, tí nữa mày tới cây với chị nhá. Rồi em biết rồi. Đấy mày thấy chưa, bình thường nhà tao tưới nước bằng vại cơ. Hôm nay bất đắc dĩ phải tưới nước bằng chậu rồi kìa. Thế bây giờ phải làm nào? Hay là để tao dẫn mày ra chỗ này, cắt gội xả đầy đủ tiện nghi luôn cho đỡ phải lăn tăn. Ồ, thế sao mày không dẫn tao ra ngay từ đầu? Thì tao nghĩ mày cắt bình thường thôi, chứ anh nghĩ mày cần chỉnh chu để tối đi hẹn hò với Cross đâu. Thôi đi nhanh anh không chờ tối mất đi. Không, chứ tao làm hết ngôi sao hy vọng vào mày rồi đấy. Mày không phải lo bò trắng răng. Ở đây toàn stylist giỏi đa dạng phong cách cho mày tha hồ lựa chọn luôn. Thì vào. Dạ, chào các anh ạ. À đây rồi, anh ra cho bạn em combo xinh nhất ở đây. Mày nghĩ cười gì bọn mình nhỉ? À, chắc là thấy anh em mình đến là mấy anh ý niềm nở chào đón ý mà. À. Dạ anh ơi, đúng vậy anh ạ. Khách hàng là từng đến nên thấy từng ghé chơi là bọn em mừng lắm anh ạ. Đấy, thấy chưa? Dạ, em mời anh theo em để em chọn cho anh một bạn stylist phù hợp với cửa tóc có 102 của anh ạ. Ui, cho cắt tóc đỉnh thế này mà giờ thằng Cường nó mới chỉ mình chứ. Chắc là anh thì có lý do cả đấy anh ạ. Công nhận, chứ bình thường có chuyện gì nó không tâm sự chia sẻ với anh hết. Chuyện nó đánh giáng trước mặt yêu rồi bà đấy là tiếng người bên cạnh bóc chai tương ớt anh biết nữa là... Nhân viên ở đây nhiệt tình ý nhở, cười từ lúc mình bước vào đến giờ, đúng là 10 điểm cho thái độ. Em chào anh nhá, nhìn đầu anh này em phải biết cắt như nào. Ui, thế thì triển thôi anh. Rồi, được của anh Giai ơi. Đẹp trai như Giai cố điên luôn anh ạ. Cho anh thanh toán với. Dạ, sai combo của anh chỉ hết 100k nhưng mà bạn anh gửi rồi ạ. Ui, thế anh cảm ơn nhá, anh về đây. Ui, anh Giai mũi cao thế. Mày đúng là thằng bạn tốt nhất mà tao từng có. Sao nay không để tao trả con lanh chanh trả hộ làm gì? Ui, có gì đâu, tao lấy ví mà trả mà. Này, cầm lấy. Thôi tao đi trước không kẻo muộn. Nàng đây rồi. Chào em, liệu em có phải cô gái với nickname Girl 97 Team Boy cô đơn không? Không anh ơi, em là Tina Dương 17TI mà. Không phải à? Cho anh xin lỗi nhá. Anh có phải là trời sắp tối không? Bà là ai mà lại biết biệt danh của cháu à? Rồi ạ, em là Girl 97 Team Boy cô đơn đây. Hay là bà dùng nick của cháu gái bà sinh năm 97 đúng không ạ? Em còn chưa có người yêu thì làm sao mà có cháu? Girl 97 ở đây tức là 97 tuổi.